Các bạn, hôm nay mình có đôi lời tâm sự cũng như là có những cái ý nghĩ. Tại vì hôm nay mình có xem được cái tút của anh Nguyễn Hồng Phúc, có những cái lời mà phê bình, hay nói đúng hơn là có những lời nặng nhẹ về luật sư Hoàng Duy Hùng. Và thưa các bạn đã biết thì từ ngày luật sư Hoàng Duy Hùng trở về đất nước, nói chung chúng ta rất là ái mộ luật sư Hoàng Duy Hùng, và bản thân tôi cũng thế thôi. Đây là một người trước kia đã có những cái hành động và có những cái tư tưởng chống cộng cực đoan, nhưng mà bây giờ đã thấy được và đã quay về đất nước, kèm theo là những lời phản đối bọn chống cộng cực đoan, lên án bọn chống cộng cực đoan, và góp rất nhiều lời nói cho cái đất nước Việt Nam. Đây là một cử chỉ và một hành động mà tôi vô cùng hoan nghênh luật sư Hoàng Duy Hùng. Luật sư cũng đã về nước đôi ba lần và cũng đã chứng kiến được đất nước phát triển, và chính luật sư cũng đã về bên đất Mỹ và hiện giờ đang sống ở bên thành phố Houston, và cũng có những cái lời phản biện kịch liệt về cái bọn chống cộng cực đoan, có những lời phản biện kịch liệt với những phần tử phá hoại đất nước, những cái người mà lấy cái chiêu bài tị nạn chính trị như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi một số chị anh chị em khác mà đã quên đi cái đất tổ, quên đi đất mẹ mà theo đế quốc Mỹ, theo cái chế độ tư bản chủ nghĩa, cụ thể như là cái cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì những lời phát biểu của luật sư Hoàng Duy Hùng nó làm cho tất cả anh em trong nước rất phấn khởi, với những người đã muốn nối dòng tay lớn và học bài giải dân tộc, thì luật sư Hoàng Duy Hùng là một biểu tượng để cho những cái phần tử mà chống đối lại với đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, nhìn vào đó, nhìn vào tấm gương của luật sư Hoàng Duy Hùng mà phải nhớ đến cái quê ông đất tổ, quê cha đất mẹ ở Việt Nam. Thì không nói nhiều, tôi nói là từ khi luật sư Hoàng Duy Hùng về đây thì trên cộng đồng mạng đa số bà con ta đều ủng hộ luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi cũng thế thôi, nhưng nó cũng có những cái ý mà góp ý kiến với luật sư Hoàng Duy Hùng, chứ còn ngoài ra là rất ủng hộ cái tinh thần của luật sư Hoàng Duy Hùng về có những cái bài phản biện và có những cái vạch trần những cái âm mưu và thủ đoạn của bọn chống cộng cực đoan nói riêng, và có cả một cái chế độ tư bản chủ nghĩa nói chung. Thì hai nữa, trong cái lời phát biểu và trong một cái chương trình Thế Giới Tuần Qua của luật sư Hoàng Duy Hùng với là ông Nam Sơn, thì cũng đã giúp ích cho bà con ở trong nước hiểu nhiều về cái tình hình thế giới. Thì đây là một cái lời chân thành của tôi gửi đến và cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng. Thưa các bạn, thì song song đó tôi cũng ái mộ một người, đó là anh Nguyễn Hồng Phúc. Anh cũng có về Việt Nam, và anh này thì cái tính khí theo tôi nhận xét thì nó hơi bộc trực, chân thật và nói thẳng nói thiệt, và chứ không có một cái lời lẽ êm đẹp như luật sư Hoàng Duy Hùng. Tóm lại thì anh có những cái lời phản biện kịch liệt và đối diện với cái tên chống cộng cực đoan là Ngô Kỷ. Cái điều cảm động nhất của tôi là anh một thân một mình ở bên cái đất Mỹ, và anh cũng đã có những cái bài phát biểu ủng hộ cho cái đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta, đồng thời cũng vạch lên được cái sai trái của một chế độ tư bản, và nhất là những cái bọn chống cộng cực đoan. Và đặc biệt hơn nữa là anh đối đầu với tên Ngô Kỷ. Thì Ngô Kỷ như các bạn đã biết rồi, một tên chí phèo chống cộng, và không giống như luật sư Hoàng Duy Hùng mà dùng những cái từ ngữ êm đẹp, mà anh Nguyễn Hồng Phúc anh có những lời phản biện rất là kịch liệt, nếu mà không nói là rất sổ sàng đối với tên Ngô Kỷ. Thì đây là cũng là biểu hiện của một cái người có
có cái bản chất chân thật, thì tôi cũng chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hồng Phúc đã nói lên được những cái sự thật của đất nước, mà đại đa số những cái tên mà chống cộng cực đoan không biết hoặc giả là cố tình không biết về cái đất nước Việt Nam. Thì như vậy chúng ta có hai người Việt kiều, một là luật sư, hai là một người bình thường ở tại Hoa Kỳ mà có những cái lời phát biểu rất chân thật cho đất nước và cũng muốn có một cái điều kiện để quay về đất nước. Tôi rất xúc động khi nghe luật sư Hoàng Như Hùng có một câu nói, đây là tôi xúc động thật sự, là nếu cho tôi ở được ở Việt Nam, Việt Nam mà cho tôi về Việt Nam thì tôi về Việt Nam, chứ tôi không thèm ở bên cái đất Mỹ này. Vì đất Mỹ thì sau khi luật sư Hoàng Như Hùng về Việt Nam thì tôi tin chắc rằng luật sư Hoàng Như Hùng sẽ chịu những cái áp lực rất lớn của những cái bọn chống cộng cực đoan. Thì về bên ngoài thì tôi thấy rất là phấn khởi đối với cái tinh thần và cái những cái ý kiến đóng góp khen ngợi về đất nước của luật sư Hoàng Như Hùng. Thì nó không gì hơn là mong muốn là luật sư Hoàng Như Hùng vẫn tiếp tục nói lên được sự thật của đất nước bằng một cách chân thật, và cũng mong luật sư Hoàng Như Hùng có những cái lời nhận xét một cách khách quan về đất nước Việt Nam, để cho đất nước Việt Nam nó có những cái mà chưa có tiến bộ hoặc giả là có những cái nó còn sai sót. Thì mong luật sư là một người có một cái trình độ văn hóa, và bề nào nữa cũng là một luật sư ở bên Hoa Kỳ. Thưa các bạn, nếu mà nó êm xuôi như thế thì tôi không có buổi liver này và cũng không có cái ý kiến này. Nhưng tôi xem cái tốt một cái bài của anh Nguyễn Hồng Phúc thì tôi có những cái suy nghĩ. Thì đây tôi xin cô bác và anh chị cho tôi đọc. Xin chào Chí Ngọc nha. Đọc lại cái lời viết, một cái bài viết của anh Nguyễn Hồng Phúc nói về luật sư Hoàng Như Hùng. Đây nguyên văn: đây là một tên lật sư giỏm, vua của thuyết âm mưu là đây, nhưng về tiền bạc thì rất khôn nha, ôm trọn mở ngoặc ôm trọn nửa triệu đô la gây quỹ của đồng bào hải ngoại với chiêu bài chống cộng giỏm chạy mất tiêu đóng ngoặc, và bây giờ xưng ta đây là cầu nối hòa hợp hòa giải dân tộc, quay qua nói xấu lên án cộng đồng người Việt ở hải ngoại vân vân, thật là một tên đĩ miệng bưng bô điếm thúi và rẻ tiền. Có dịp Nguyễn Hồng Phúc sẽ tiếp tục vạch mặt những phát ngôn sai trái về đồng bào hải ngoại của tên lộng ngôn này. Thưa các bạn, đó là những lời của Nguyễn Hồng Phúc. Thì ở đây tôi muốn tâm sự như thế này: bên nào cũng là một cái người có một cái hướng nghĩ về đất nước, và những lời phản biện của, và tôi nói thẳng là những lời tố cáo chứ không phải là phản biện, của Nguyễn Hồng Phúc với luật sư Hoàng Như Hùng thì nó làm cho riêng bản thân tôi có những cái suy nghĩ chưa biết đâu là thật, chưa biết đâu là giả. Thì tôi mong rằng, cái thứ nhất tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng cũng có những cái bài để mà trình bày vấn đề này. Tại vì bao nhiêu người Việt Nam đang ái mộ và đang nâng niu cái tình cảm của luật sư Hoàng Như Hùng về giới đất nước. Nhưng nếu sự thật luật sư Hoàng Như Hùng như lời Nguyễn Hồng Phúc nói thì chúng ta phải thất vọng như thế nào? Tôi nhắc lại, đây mình cũng chưa có, tôi cũng chưa có xác định được là những sự việc của Nguyễn Hồng Phúc nêu lên có đúng hay là sai. Nhưng tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng có những cái phản biện và cũng cái đính chánh về những cái tin đồn là luật sư ôm 500 triệu đô la và trốn mất. Thì đây không phải là một cái vấn đề mà đặt nặng ở bên trên đất Mỹ
Nhưng mà đối với nhân dân Việt Nam, đối với những người yêu chuộng luật sư Hoàng Như Hùng, thì đây là một cái dấu hỏi. Nó làm cho những người ái mộ như tôi có những cái suy nghĩ về luật sư Hoàng Như Hùng. Và nếu đúng như những lời của Nguyễn Hồng Phúc nói, thì những cái hình tượng mà tôi dành cho luật sư Hoàng Như Hùng nó bị đổ ngã. Do đó là tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng có những cái bài để mà đính chính vấn đề này, hay là có những cái bài để giải bài cho sự việc mà cái vụ Nguyễn Hồng Phúc đăng ở trên cái Facebook. Và tôi cũng mong rằng cái em Nguyễn Hồng Phúc có lẽ là nhỏ tuổi hơn tôi, có những lời phát biểu nó nhẹ nhàng hơn. Xin chào Khánh Cô Ca với luật sư Hoàng Như Hùng. Bởi vì đây nó tiếng tôi nói khách quan thì chỉ nghe Nguyễn Hồng Phúc nói thôi, còn cái chứng cứ về vấn đề này thì ở đây chưa thấy. Do đó với một người đang có một cái tư tưởng và có những lời nói giúp cho đất nước Việt Nam nói lên được cái phát triển, nói lên được cái tự do, cái dân chủ của trên đất nước mà trước nay những cái bà kiều bào ở hải ngoại không biết được, mà nhờ luật sư Hoàng Như Hùng nói lên được vấn đề này để cho bà con ở bên nước ngoài, cụ thể là ở nơi của luật sư Hoàng Như Hùng. Và tôi cũng tin rằng luật sư Hoàng Như Hùng sau khi những cái bài phát biểu ở Việt Nam và đến thăm những cái cụ lãnh đạo của Việt Nam, thì luật sư Hoàng Như Hùng sẽ chịu một cái áp lực rất mạnh ở bên nước Mỹ. Và bây giờ đối với những sự việc này mà nếu Nguyễn Hồng Phúc nêu lên những sự việc này trên một cái Facebook, thì những cái người ái mộ luật sư Hoàng Như Hùng, trong đó có tôi, sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái đắn đo, và cái niềm tin nó sẽ bị giảm đi đối với một cái vị luật sư Hoàng Như Hùng. Do đó là tôi mong rằng anh Nguyễn Hồng Phúc trước khi nêu lên vấn đề gì đó cần nắm rõ cái chứng cứ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là lời lẽ nó nhẹ nhàng hơn một tí để cho nó có cái tình cảm. Và dù sao đi nữa, tôi nghĩ là dù sao đi nữa thì Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Di Hùng cũng là người Việt cùng một cái mang một cái quốc tịch Mỹ. Với nhân dân Việt Nam chúng tôi thì rất quý trọng những cái người Việt kiều có những cái tấm lòng đối với, xin chào Trần Minh Hùng nha, đối với đất nước, cũng như là cũng có như là em Trần Minh Hùng cũng có những cái bài phát biểu về đất nước. Nhưng mà bây giờ riêng bản thân tôi xem được, ngày nay tôi xem được cái tattoo của cái lời phát biểu, cái lời đăng của Nguyễn Hồng Phúc, thì tôi thấy nó thất vọng, một cái tư tưởng thất vọng. Và chúng tôi có những cái câu hỏi trong một cái suy diễn. Và nếu luật sư Hoàng Như Hùng mà đúng như những lời Nguyễn Hồng Phúc nói, thì những lời của luật sư Hoàng Như Hùng về đất nước có đúng hay là không, có thật hay là giả, thì cái này tôi cũng chưa có kết luận được. Nhưng mà một cái niềm thất vọng là giữa hai người cùng là Việt kiều với nhau, cùng là những người có một cái tâm hồn về đất mẹ Việt Nam, mà lại bây giờ Nguyễn Hồng Phúc có những cái lời xúc phạm rất nặng nề đối với luật sư Hoàng Như Hùng, thì bà con ở trong nước cũng như tôi rất là quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì khi chúng tôi là một người đất nước, các bạn biết là có được một người luật sư và có được một cái người em như Nguyễn Hồng Phúc mà suy nghĩ về đất nước, có những lời phản biện cực kỳ linh động ở bên đất Mỹ đối với bọn chống cộng cực đoan, thì bà con trong nước cũng như bản thân tôi rất là ái mộ. Và tôi mong rằng cái ái mộ đó là cái ái mộ chính đáng, và đồng thời các anh cũng đáp lại bằng một cách chân thật đối với những cái ái mộ và cái tình thương của bà con ở trong nước. Và tôi cũng xin nói rõ là những cái lời phát biểu của luật sư Hoàng Duy Hùng đối với đất nước thì đại đa số bà con đang ủng hộ. Tôi nói như vậy, đại đa số bà con ủng hộ, mà không phải riêng bà con không, mà có kể cả các cái cụ lãnh đạo như là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, rồi cụ chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết, kể cả phó thủ tướng chính phủ, cựu thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, rồi một số lãnh đạo khác mà đã về nghỉ hưu thì cũng đồng quan điểm và cũng ủng hộ về cái tư tưởng, về cái ý của luật sư Hoàng Như Hùng, những cái hành động và những cái lời nói của luật sư Hoàng Như Hùng. Nhưng hôm nay là Nguyễn Hồng Phúc có những lời phát biểu đối với luật sư Hoàng Như Hùng như vậy thì nó làm cho bà và bản thân tôi rất là xao xuyến với cái luật sư Hoàng Như Hùng. Do đó là tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng cũng có những cái lời để mà giải trình vấn đề này đối với những cái lời mà Nguyễn Hồng Phúc đã đăng ở trên cái mạng xã hội, đăng trên cái Facebook, đăng trên YouTube. Chứ còn bây giờ luật sư Hoàng Như Hùng không giải thích, hoặc giả là không nói lên rõ sự thật này, nó nguyên nhân như thế nào, nó có những cái tai tiếng mà Nguyễn Hồng Phúc đã gán cho, hoặc giả là đã nói lên, tôi chưa nói là gán, nhưng đã nói lên ở trên cái Facebook này, thì tôi cũng mong rằng là luật sư Hoàng Như Hùng nên có những cái là giải trình vấn đề này. Nếu luật sư Hoàng Như Hùng giải trình vấn đề này cho nó rõ ràng thì cái niềm tin của bà con trong nước nói chung và của bản thân tôi rất tuyệt đối đối với luật sư Hoàng Như Hùng. Bởi vì tôi thì cũng có những cái bài, những cái ý kiến riêng tư về chủ quan để mà phê phán luật sư Hoàng Như Hùng những cái việc làm và những cái hành động mà trước kia tôi không muốn nói lại ở đây. Nhưng đó là những cái thứ yếu, nó không phải là chủ yếu. Mà cái chủ yếu là luật sư Hoàng Như Hùng có thật về đất nước hay là không. Và những cái vấn đề về cái vấn đề tiền bạc mà Nguyễn Hồng Phúc nêu lên ở trên cái cộng đồng mạng này nó như thế nào, thì tôi mong rằng là luật sư Hoàng Như Hùng thì có những cái giải bài, cũng như là những cái giải trình ra vấn đề này. Còn riêng Nguyễn Hồng Phúc thì tôi xin thưa nói như thế này, bề nào em cũng là nhỏ tuổi, chào dân tộc nha. Thì chúng ta nên thấy cái quan trọng nhất là cái quan trọng về đất nước, và chính bản thân em cũng có những cái mà suy nghĩ về đất nước, và những hành động của em đối riêng cá nhân anh rất quan hình thẳng thắn của em đối với những cái người chống cộng cực đoan, và cụ thể nhất là với thằng Ngô Kỷ. Đây mà là một việc làm mà anh nghĩ là chưa có một cái người nào mà là thể hiện ra được ở bên nước Mỹ đối với cái tên Ngô Kỷ, mà em là những người là thể hiện vấn đề đó. Riêng với luật sư Hoàng Như Hùng thì anh cũng mong rằng Nguyễn Hồng Phúc có những cái phơi bày rõ ràng bằng một cái chứng cứ cụ thể, bằng những tài liệu cụ thể về vấn đề của luật sư Hoàng Như Hùng. Tại vì em đã nói trên cái Facebook, nói trên cái cộng đồng mạng, và có những cái lời rất nặng nề luật sư Hoàng Như Hùng, thì ở đây anh cũng muốn nhận những cái chứng cứ đó nó cụ thể. Chứ không thể chúng ta nói bằng cái khơi ở trên cái cộng đồng mạng được. Bởi vì em cũng biết là hiện nay bà con ở trong nước rất ái mộ và rất tin tưởng vào những cái lời nói của luật sư Hoàng Như Hùng. Cứ nghĩ luật sư Hoàng Như Hùng là một cái người gương mẫu cho những người mà trước nay chống cộng cực đoan. Những cái lời của Nguyễn Hồng Phúc viết ở trên cái status, viết ở trên cái cộng đồng mạng, xin chào ông Cầm Nguyễn nha, nó xúc phạm rất nặng nề với cái luật sư Hoàng Như Hùng. Và nó cũng có những cái làm cho những cái người ái mộ luật sư Hoàng Như Hùng phải suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ này nó làm cho cái tình cảm của nhân dân Việt Nam nói chung và riêng bản thân tôi nói riêng một phần nào có một cái đa nghi về luật sư Hoàng Như Hùng. Tại vì tôi nghĩ rằng Nguyễn Hồng Phúc và luật sư Hoàng Như Hùng cùng ở trên đất Mỹ, đúng không nào? Thì những cái sự việc của hai người xảy ra trên đất Mỹ ít nhiều có thể nói là 70-80% phải biết nhau, phải rõ nhau. Và tôi nghĩ rằng Nguyễn Hồng Phúc phát biểu cũng phải không phải là không có căn cứ, nó phải có một cái căn cứ nào đó thì Nguyễn Hồng Phúc mới dám phát này. Nhưng mà tôi khuyên Nguyễn Hồng Phúc một điều là
những lời lẽ nó quá nặng nề, nếu mà không muốn nói rằng nó quá thô tục đối với luật sư Hoàng Như Hùng. Mà theo tôi thì Nguyễn Hoàng Phúc nên phản biện bằng một cách êm ả hơn, cũng nội dung đó nhưng êm ả hơn. Nếu Nguyễn Hoàng Phúc thấy luật sư Hoàng Như Hùng có những cái giả tạo, có những cái lừa bịp, có những cái lợi dụng, thì hãy nêu nó rõ lên bằng một cái cách, những câu từ cho nó êm đẹp hơn. Đó là theo ý tôi. Còn cái chuyện mà có hay không có cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng luật sư Hoàng Duy Hùng cũng như Nguyễn Hoàng Phúc cũng phải có một cái phân trần, cái giải bài. Bên Nguyễn Hoàng Phúc thì phải nêu lên cho được những cái chứng từ, những cái chứng cớ về vấn đề mà Nguyễn Hoàng Phúc nêu cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Và nếu luật sư Hoàng Duy Hùng không dính dấp vào những cái lời mà của Nguyễn Hoàng Phúc vu khống, thì tôi cũng mong luật sư Hoàng Duy Hùng cũng phải có cái giải bài. Tuy rằng luật sư Hoàng Như Hùng thường thường nói là luật sư không Hoàng Như Hùng không bao giờ trả lời những cái câu hỏi hoặc những sự việc mà nó linh tinh, nhưng xin thưa luật sư Hoàng Như Hùng, đây không phải là linh tinh, mà đây là cái niềm tin, cái uy tín của luật sư Hoàng Như Hùng với đất nước Việt Nam, với những bà con ái mộ luật sư Hoàng Như Hùng. Cái uy tín rất lớn, mà cái uy tín này không phải uy tín với một vị lãnh đạo, mà uy tín với một người con của đất nước đã biết quay về với đất mẹ. Đó là một cái niềm vui rất lớn cho bà con Việt Nam nói chung và cho bản thân tôi nói riêng. Như thế nào đi nữa thì tôi trước kia cũng là một đứng chung một chiến tuyến với luật sư Hoàng Như Hùng. Tất nhiên là Hoàng Như Hùng tuổi thì nhỏ hơn tôi, do đó là trong cuộc chiến tranh thì không có tham gia vào quân đội, nhưng mà tôi đã tham gia vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ tôi phát hiện được một người có một trình độ học vấn cao hơn tôi, có một trình độ là nhận thức cao hơn tôi, là một luật sư ở bên đất Hoa Kỳ, cũng đã từng có những ý tưởng, những cái hành động về phá hoại đất nước, nhưng bây giờ đã biết quay vào bờ, trở về phản biện những cái lời lẽ cực đoan, nó cũng như những anh em khác, trong đó có Nguyễn Hồng Phúc, có Trần Anh Hùng và một số anh em khác. Đó là cái niềm vui cho đất nước. Thì tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng không vì một cái riêng tư, mà đây là vì cái niềm tin và cái tình thương, cái sự ái mộ của bà con trong nước, mà luật sư phải có cái giải trình ở trên cái cộng đồng mạng, để cho bà con ở trong nước thấy rõ được sự việc đó nó có đúng như cái lời nói của Nguyễn Hồng Phúc hay là không. Nếu như bây giờ luật sư là những cái người còn cực đoan thì ở đây tôi không làm một cái clip này để mà tâm sự với luật sư, với Nguyễn Hồng Phúc, mà cả hai người đều là những cái người được bà con trên đất nước Việt Nam yêu chuộng, thương mến, và cũng mong mỏi là những hai người về sống trên cái đất nước. Riêng bản thân tôi đó, rất mong mỏi hai người được về đất nước, và tôi tin tưởng rằng đảng và nhà nước, chính phủ Việt Nam cũng sẵn sàng mở vòng tay để đón tiếp Nguyễn Hồng Phúc và luật sư Hoàng Như Hùng về sống trên đất nước này. Tuy rằng nó có một số thủ tục nào đó, nhưng sẵn sàng vang tay ra để đón mở. Thì những cái thành tích, những cái ái mộ của bà con ở trong nước đều dành cả cho hai người. Thì tôi nghĩ rằng, như tôi đã nói, những cái lý lẽ của Nguyễn Hồng Phúc nêu lên, tôi nghĩ là nó có phải có một vấn đề gì đó Nguyễn Hồng Phúc mới dám đăng một cái status và rất nặng nề với luật sư Hoàng Như Hùng. Phải có. Nhưng có mức độ nào thì tôi cũng mong Nguyễn Hồng Phúc là nêu rõ hơn. Nguyễn Hồng Phúc nên mở một cái liver để nói rõ về vấn đề này. Và tôi cũng mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng cũng phải có một cái bài nói về vấn đề mà những cái lời chỉ trích nặng nề của Nguyễn Hồng Phúc. Cũng như tôi đã nói, nếu những người chống cộng cực đoan khác như là như thằng Ngô Kỷ hoặc giả là thằng Đào Minh Quân thì ở đây bà con không quan tâm đến, dù hai bên có đấu đá với nhau cỡ nào cũng được. Tôi cho bây giờ hai bên, như thí dụ tôi nói bây giờ như thằng Ngô Kỷ mà nó đập cho thằng Đào Minh Quân hoặc giả là Phan Kỳ Nhân gì đó đổ đầu mẻ tráng,
Thì ở đây tôi cũng không có ý kiến gì hết. Nhưng ở đây là hai người là hai cái niềm tin, cái thương yêu của bà con đất nước, ở trong đất nước. Và bây giờ các bạn cứ nói trên cộng đồng đi, có một số thì cũng đại đa số đều ủng hộ hai người này, Nguyễn Hồng Phúc và Hoàng Duy Hùng. Nhưng bây giờ trong hai người này lại có những cái không phải là vì cái cá nhân, mà vì cái gì đó, vì cái đời tư, và vì cái gì đó mà Nguyễn Hồng Phúc cho là Hoàng Duy Hùng là cái người giả tạo, lừa bịp, xảo trá, vân vân. Tôi đã đọc cái tút của cái bài của Nguyễn Hồng Phúc rồi đó, bà con cũng đã nghe rồi, nó nằm ở trên mạng đó, ở trên trên cái mạng xã hội đó. Thì như vậy nó làm cho bà con nói chung cũng như tôi nói riêng là rất xuyến sao, rất là quan tâm về vấn đề luật sư Hoàng Duy Hùng. Và chúng tôi có thể nói là chúng tôi đi, mất đi một cái niềm tin, và chúng tôi làm cho chúng tôi thất vọng đi. Hình ảnh của luật sư Hoàng Duy Hùng về đất nước và có những cái lời nói và những cái cử chỉ đối với đất nước làm cho chúng tôi rất là phấn khởi. Nhưng bây giờ đùng một cái mà nó có những cái thông tin của Nguyễn Hồng Phúc nêu về luật sư Hoàng Duy Hùng, tóm lại là những thông tin xấu, nói trắng là vậy, thì nó sẽ làm cho cái niềm tin của bà con cũng như bản thân tôi nó giảm đi, hoặc giả nó không còn tin tưởng luật sư Hoàng Duy Hùng nữa. Ở đây tôi nói là đó là cái giả thuyết. Thành ra tôi muốn là luật sư Hoàng Duy Hùng phải có những cái bài nói chuyện và phân tích rõ về vấn đề này, không phải là cãi nhau, đấu tố nhau giữa Nguyễn Hồng Phúc và Hoàng Duy Hùng, nhưng hai bên cần nên nói rõ. Bên Nguyễn Hồng Phúc thì cũng nên nêu rõ thời gian nào nó như sự việc nó xảy ra như sao, như thế nào, và trong cái nội dung mà Nguyễn Hồng Phúc đã nêu ở trên cái Facebook, cái bài của Nguyễn Hồng Phúc. Tôi thấy nó rất xúc phạm nặng nề đến luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng cái xúc phạm đó có hay không có thì ở đây tôi chưa kết luận được. Và cũng mong là luật sư Hoàng Duy Hùng phải có những cái giải trình cái vấn đề này. Không phải là luật sư bận tâm về giải trình, không phải là luật sư bận tâm như là ý của luật sư hôm trước này, là luật sư Hoàng Duy Hùng nói là luật sư không cần giải trình với những người mà chửi bới luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng ở đây không phải luật sư Hoàng Duy Hùng giải trình cho Nguyễn Hồng Phúc, mà giải trình cho cái niềm tin, cái niềm thương yêu của những bà con trong nước nói chung, và riêng tôi nói riêng, giải trình để cho bà con hiểu được cái sự việc đó. Bởi vì bà con đang đặt cái niềm tin vào luật sư Hoàng Duy Hùng và đang ái mộ, đang thương yêu luật sư Hoàng Duy Hùng, mà trong đó có tôi. Tôi thì cũng có những cái phê bình, những cái góp ý với luật sư, nhưng với cái thâm tâm tôi rất tôn trọng và rất kính nể luật sư. Bởi vì luật sư có người, một người là đã có học, hơn nữa là có một cái trình độ, có những bài nói chuyện rất hay ở trên cái cộng đồng mạng, rồi có những cái bình luận sâu sắc ở trên cái Thế Giới Tuần Qua của giới là anh Nam Sơn. Thì tôi mong luật sư vì cái chỗ đó, vì bà con ở trong nước, mà nên giải trình vấn đề này cho nó rõ. Ở đây không bắt buộc, nhưng nếu luật sư không giải trình này mà Nguyễn Hồng Phúc cứ nêu mãi vấn đề này thì tôi nghĩ rằng bà con sẽ có một cái dấu hỏi thật lớn về luật sư. Đúng hay sai, luật sư cũng phải có một cái giải trình. Đó là cái ý kiến của tôi, mà tôi mong rằng luật sư có những cái suy nghĩ. Còn là riêng về cái em Nguyễn Hồng Phúc thì anh mong rằng em cứ nêu lên cho được những cái chứng cứ, những cái tài liệu mà nó liên quan đến những việc em nói. Một là em giúp cho bà con trong nước thấy rõ về một sự thật, một sự việc, một con người. Nếu em biết, bây giờ nếu em không nêu lên được sự việc đó thì những cái lời nói của em thì người ta sẽ cho em là vu khống, đúng không nào? Nếu em không nêu lên được cái chứng cứ, những cái tài liệu mà liên quan đến những gì em nói thì rõ ràng là em vu khống cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Và nếu em nêu lên được thì em giúp cho bà con sớm thấy được cái bản chất của một con người,
đúng hay sai về vấn đề yêu nước, vấn đề quay trở về đất mẹ. Xin chào anh Tâm Nguyễn nha. Đó thì cái mục tiêu của tôi hôm nay là tôi có những cái ý đó để cho luật sư Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Hồng Phúc. Ở đây thì tôi không nhận định là ai đúng ai sai, có hay là không có về những cái dư luận mà Nguyễn Hồng Phúc nêu lên về luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng tôi muốn nói là cả hai bên phải có một cái giải trình. Và tại sao giải trình? Thì cả hai bên phải vì cái đất nước, vì những cái bà con thương yêu, ái mộ luật sư Hoàng Duy Hùng, thương yêu, mến mộ Nguyễn Hồng Phúc. Và nếu cái sự việc này là không có, thì cái tình thương của bà con này dành cho Nguyễn Hồng Phúc nó cũng bị giảm đi. Tại vì anh sẽ mang cái tiếng là anh vu khống cho luật sư Hoàng Duy Hùng, đúng không? Mà nếu anh giải trình được thì anh là một người ân nhân cho những người ở trong nước mà có một cái ánh nhìn không đúng về luật sư Hoàng Duy Hùng. Riêng luật sư Hoàng Duy Hùng thì cũng phải giải trình vấn đề này coi có hay không, để cái niềm tin của nhân dân. Tôi nói bây giờ luật sư Hoàng Duy Hùng rất được nhiều người ở trong nước này ái mộ đó. Mà bây giờ đùng một cái có những cái dư luận của Nguyễn Hồng Phúc đưa ra như thế đó, thì luật sư nên giải trình vấn đề này vì cái tập thể, vì cái nhân dân, chứ không phải giải trình để cho Nguyễn Hồng Phúc. Mà cũng phải không phải giải trình cái đó để đáp lại hay là đấu đá lại, tranh luận lại với Nguyễn Hồng Phúc. Mà luật sư nên giải trình để cho bà con trong nước đó, hiểu rõ cái vấn đề đó như thế nào, tại sao là Nguyễn Hồng Phúc lại có những cái lời nặng nề. Và vấn đề tôi nói là 500 triệu này tôi cũng nghe lâu rồi, cũng từ cái miệng của Nguyễn Hồng Phúc phát ra lúc ở bên Mỹ. Hôm nay thì tôi được xem cái nữa là ở trên cái mạng xã hội. Thì tôi mong rằng hai bên phải có một cái một bên thì phải nêu cho được cái chứng cứ, nêu lên được cái tài liệu nó rõ ràng. Có thể là chúng ta nói chung chung, không phải là chúng ta đùng một cái thấy cái tình cảm của luật sư Hoàng Duy Hùng về đất nước và được bao nhiêu người mến mộ như vậy, thì chúng ta đặt lên một cái giả thuyết để chúng ta chụp mũ hoặc chúng ta bôi nhọ luật sư Hoàng Duy Hùng, thì cái này không nên. Mà nếu cái này đúng như vậy thì chính Nguyễn Hồng Phúc đã tự vứt đi cái tình thương của bà con dành cho Nguyễn Hồng Phúc. Mà nếu Nguyễn Hồng Phúc nêu được đúng sự thật là những sự việc của Nguyễn Hồng Phúc nêu ở trên cái mạng này về luật sư Hoàng Duy Hùng nó có sự thật, thì Nguyễn Hồng Phúc là một người ân nhân cho bà con ở trong nước. Tại vì bà con nhờ Nguyễn Hồng Phúc mà bà con thấy rõ được bản chất của một con người thật hay giả. Đó, chứ không thể là bây giờ một cái người đang được bà con ái mộ kịch liệt mà Nguyễn Hồng Phúc đưa lên một cái status như thế, đưa lên những cái lời châm biếm như thế, thì tôi nghĩ là nó cũng không ổn đâu. Tại vì nếu cái đó là có đúng sự thật thì như tôi nói kỹ lại là Nguyễn Hồng Phúc là người ân nhân cho bà con. Mà nếu không nêu được chứng cứ thì rõ ràng Nguyễn Hồng Phúc vu cáo cho Hoàng Duy Hùng bịa chuyện. Còn Hoàng Duy Hùng nếu bây giờ không có vấn đề đó thì Hoàng Duy Hùng cũng phải đính chánh hoặc giải trình vấn đề này. Tôi nhắc lại, không phải giải trình cho Nguyễn Hồng Phúc mà giải trình để không phụ lòng những cái bà con ở trong nước ái mộ, thương yêu luật sư Hoàng Duy Hùng. Xin phép bà con tí nha. Như bà con theo quan điểm của tôi, nó thật chứ nói với bà con để bà con cùng chúng ta cùng hiểu là cái tiếng nói của chúng ta đối với cái bọn chống cộng cực đoan ở ngoài, ở bên Mỹ, nó không có ảnh hưởng bằng những cái người mà ở bên Mỹ. Tôi nói như là Trần Mạnh Hùng nè,
rồi Nguyễn Hồng Phúc nè, Hoàng Duy Hùng nè, mà những tiếng nói ở đây chúng ta nói 10, nhưng những người đó chỉ cần nói một thôi ở bên, bởi vì người ta sống ở bên đất Mỹ đó. Và khi người ta về Việt Nam, ta nhận nhận một cách khách quan, và cái tiếng nói của người ta nó có cái niềm tin to lớn hơn chúng ta ở trong nước, mà chúng ta nói cho những bà, những người kiều bào ở nước ngoài nghe. Người ta không tin bằng luật sư Hoàng Như Hùng, không tin bằng Nguyễn Hồng Phúc, và cũng không tin bằng Trần Mạnh Hùng đâu. Tôi mong rằng các anh có một cái thật tâm đối với đất nước. Bản chất sự việc nó như thế nào, vĩ vãn nó ra sao, nó không có quan trọng, mà nó quan trọng nhất là cái hiện tại và cái tương lai, và cái tâm của mình đối với đất nước nó thật hay là nó giả. Đó là một vấn đề là quan trọng nhất. Chứ không phải những cái người Việt Nam này tôn sùng các anh vì các anh có trình độ văn hóa cao, không phải tôn sùng các anh vì các anh giàu, các anh là Việt kiều, không phải tôn sùng các anh vì các anh có những cái chửi bới hay ở bên nước Mỹ, mà tôn sùng các anh, thương yêu các anh là vì các anh có cái tâm với đất nước. Còn cái chuyện dĩ dãn, cái cách nói thì ở đây theo riêng bản thân tôi thấy không quan trọng, nó không quan trọng, mà quan trọng cách tâm của các anh. Các anh về đất nước, các anh có phải thật sự về đất nước hay không, hay là các anh về đất nước để các anh đi chơi, về đất nước để các anh đi là phô trương, về các anh về đất nước để các anh đi quậy, đi phá, để thỏa mãn cái tư nhân của các anh thôi. Miệng thì các anh nói là các anh yêu đất nước, nhưng 3 ngày sau các anh chửi ngược lại đất nước, thì cái này tôi nói là nó phải thực tế, nó phải rõ ràng, nó phải lấy cái tâm của các anh, thì cái niềm thương yêu của nhân dân trong nước nó mới được tròn vẹn. Và tôi cũng nói thẳng rằng giới nhân văn Việt Nam rất mến muộn chuộng những cái người biết quay trở lại với đất nước, biết nhìn đất nước bằng một cách chân thật, thì nhân dân Việt Nam và cũng như bản thân tôi rất hoan nghênh, không còn phân biệt là cái dĩ vãng hoặc là cái hiện cái thời quá khứ của những người đó. Nhưng tôi cũng mong rằng đừng có lợi dụng vào cái từ yêu nước, đừng có lợi dụng vào cái từ yêu nước, đừng lợi dụng vào cái sự mến mộ của người dân đối với các anh, mà các anh có những cái thủ đoạn, có những cái xảo trá, thì tôi nói trước sau gì nhân dân Việt Nam cũng phát hiện được, trước sau gì cũng phát hiện được thôi. Tại vì các anh có khéo léo cỡ nào đi nữa thì cái bản chất của sự việc mà một ngày một sớm một chiều nó cũng sẽ lòi ra. Và khi nó đã lòi ra rồi thì các anh không còn cái bờ bến nào để các anh quay trở lại. Do đó các anh nên thật tâm, ở đất nước này cũng không mong các anh khen ngợi vỗ tay, lúc nào cũng khen ngợi vỗ tay. Riêng bản thân tôi có những cái chủ quan như thế, mà các anh nên biểu dương những cái thành tích và thẳng thắn phê bình những cái ngổn ngang của đất nước, để cho những cái xấu dần dần nó trở thành cái tốt. Nước Mỹ không phải là xấu hết, tôi nói thẳng như vậy, nó có những cái tốt, mà các anh nên đem những cái tốt đó về cho đất nước Việt Nam, để nhân dân Việt Nam và anh em chúng tôi học được những cái tốt đó. Và các anh chỉ trích kịch liệt những cái tệ hại của một cái chế độ tư bản, để cho những cái kẻ mà lầm tưởng chế độ tư bản là thiên đường, cũng như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó cứ nghĩ cái đất Mỹ là một cái thiên đường, thì bây giờ nó đã nhận thấy. Thì tôi mong các anh nên có một cái thật tâm, có một cái thật tâm cho đất nước, đừng có lợi dụng vào cái vấn đề là những cái người Việt Nam mà ái mộ các anh. Tôi nói bây giờ khi một cái sớm anh em trên cộng đồng mạng, mà khi nghe có một người Việt kiều từ nước Mỹ hoặc ở Đức hay ở Ý mà có cái tâm huyết về đất nước, có cái nhìn khách quan trung thực về đất nước, về nước, thì tôi nói là tất cả anh em đều được đón tiếp bằng cách nồng hậu. Không phải cao lương mỹ vị, không phải bằng champagne whisky, nhưng cả một cái tình thương của dân tộc dành cho các anh, vì các anh là những người quay về với đất nước, chứ không phải vì các anh có cái đồng đô la. Các anh đừng suy nghĩ vấn đề đó. Tôi nói một vấn đề nữa, các anh đừng suy nghĩ các anh ỷ lại vào đồng đô la. Các anh từ bên Mỹ, các anh cầm cái đồng đô la đó về, các anh coi thường
những anh em trên đất nước Việt Nam thì cái này là các anh đã sai lầm. Các anh lấy cái chiêu bài là các anh yêu nước, các anh lợi dụng vào cái mác Việt kiều, các anh lợi dụng vào đồng đô la để các anh gây lên những cái vấn đề mà nó ồn ào trên xã hội, rồi các anh trở về Mỹ, trở về nơi khác. Nó ảnh hưởng đến cái tình thương, ở đây không phải ảnh hưởng về vật chất mà ảnh hưởng đến cái tình thương. Nó làm hụt hẳn đi những cái tình cảm mà những cái người mến mộ các anh, thương yêu các anh. Và tôi nói trong thời gian qua có hay là không có vấn đề này, nhưng tôi nghĩ là trong tương lai đất nước còn phát triển, còn những người Việt kiều về nước, thì trong số này cũng phải có những người Việt kiều như thế. Ngoài những người yêu nước chân chính cũng phải có những người lợi dụng vào cái khoát Việt kiều. Các anh tung hô đất nước Việt Nam, các anh quan minh đất nước Việt Nam chưa hẳn là các anh tròn vẹn cho đất nước Việt Nam, và chưa hẳn rằng ở đây anh em chúng tôi tin hẳn các anh. Nhưng ở đây chúng tôi tiếp các anh, tiếp quý vị bằng một cái tình người của dân tộc Việt Nam, và thấy được cái tình cảm của quý vị đã biết quay trở về đất nước thì chúng tôi tiếp. Chứ bây giờ tôi nói thật như các bạn, bây giờ như thằng Ngô Kỷ, thằng Đào Minh Quân, thằng Phan Kỳ Nhân, nó có ôm hàng đống đô la bên đó về, nó bước xuống sân bay Thứ Nhất, sân bay Thứ Nhất thì đã có người đặt đó rồi. Bởi vì nhân dân Việt Nam và anh em chúng tôi mến mộ những cái người nghĩ về đất nước, dù là chưa có giúp tiền bạc gì về cho đất nước, nhưng các anh nên về đất nước với một cái tâm. Chỉ có cái tâm các anh là thu phục được cái tình cảm của bà con chúng tôi, riêng bản thân tôi cũng như một số bà con ở trên cộng đồng mạng. Chứ không phải các anh dùng cái chiêu trò, hoặc giả là những cái thủ đoạn, hoặc giả những cái lời khen ngợi, những cái lời tân bốc của các anh, mà các anh kiếm được trọn vẹn cái tình cảm của đại đa số nhân dân đâu. Thì vậy tôi muốn quanh lại vấn đề là bà con ở trong nước rất có một cái cảm tình với hai anh Nguyễn Hồng Phúc và luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng bây giờ nó có những cái tai tiếng mà Nguyễn Hồng Phúc đưa ra đối với luật sư Hoàng Duy Hùng mà tôi đã đọc trên cái tatut, mà các bạn, tôi không đọc, các bạn xem các bạn cũng đã biết. Nó làm cho cái tình cảm của nhân dân trong nước có cái đa nghi, nó hụt hẳn đi. Thì tôi mong rằng cái đa nghi đó sẽ có một ngày các anh sẽ giải bài nó rõ ràng, để cho nhân dân nhận xét, để cho bà con nhận xét cái góc độ của luật sư Hoàng Như Hùng nó nằm ở đâu. Cái tình cảm, cái nhiệt tình của Nguyễn Hồng Phúc nó nằm ở chỗ nào, cái chân thật của hai người ai hơn ai. Đó là một cái điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Ở đây tôi không đả kích, không phê bình người nào hết, nhưng riêng Nguyễn Hồng Phúc và tôi chỉ mong em nên có những cái lời lẽ nó nhẹ nhàng hơn. Em khỏi cần phải dùng những lời lẽ nặng nề, mà nếu luật sư Hoàng Như Hùng có những cái hành động và những cái xảo trá đó, em chỉ cần nêu chứng cứ lên thôi, thì nó hơn những cái lời mà em dùng những lời lẽ nặng nề quá, nó cũng không có đẹp đẽ gì ở trên cộng đồng mạng đâu. Cái đó là chỉ để dùng để mà chúng ta nói nhau ở ngoài xã hội, lên cộng đồng mạng. Là anh khuyên Nguyễn Hồng Phúc nên có một cái dằn được, bởi vì cái tánh cực đoan của cái tánh không phải là cực đoan, nhưng cái tánh nóng tánh và cả thẳng thắn thì thường thường là nó sẽ đi đến những cái lời nói đó. Nhưng anh mong là Nguyễn Hồng Phúc nên cố gắng nhận trở lại. Và cái quan trọng nhất là nếu em nói được những cái điều của luật sư Hoàng Như Hùng làm, thì em phải nêu cho được, nếu cho được những cái tài liệu đó, những cái chứng cứ đó, nó mới có tính cách thuyết phục. Chứ còn nói mà cái khơi thì em sẽ đưa em vào cái diện là em vu khống. Đây anh cũng nói thẳng, ở đây là nếu em nói khơi mà không có những chứng cứ thì 10 người thì chỉ tin hoặc một hai người nào đó thôi, chứ còn chưa chắc là được tập thể tin hết, mà em phải nêu cho được chứng cứ. Bởi vì mình nói những lời nói của mình là mình phải chịu trách nhiệm đối với những lời nói đó.
chứ không thể chúng ta đặt cái chúng ta chụp mũ cái khơi khơi được. Ở trên cộng đồng mạng này cũng vậy, cái nào cũng phải có cái chứng cứ. Nếu cái người đó phản động thì mình phải có những cái bằng chứng rõ ràng là cái người đó phản động. Chứ còn nếu mà nói khơi khơi trên mạng thì ai nói cũng được, ai chụp cho ai cũng được. Thì đó là những cái lời phát biểu của tôi trên cái mạng xã hội, và tôi mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng, chắc có lẽ tuổi cũng là nhỏ hơn tôi, kể cả em Nguyễn Hồng Phúc tuổi cũng nhỏ hơn tôi năm mấy thôi chứ không có tới mà sáu mấy đâu. Thì đây là lời cái lời chân thành, và tóm lại là bà con ở trong nước nói chung và riêng bản thân tôi nói riêng rất ái mộ và rất trân trọng những cái tình cảm, những cái lời phát biểu của luật sư Hoàng Như Hùng về đất nước, và cũng trân trọng những cái hành động mà phản biện kịch liệt của Nguyễn Hồng Phúc đối với bọn chống cộng cực đoan, cụ thể như Ngô Kỷ. Thì đó là cái chân thành của nhân dân trong nước nói chung và riêng bản thân nói riêng là rất mến mộ hai em. Do đó là hai em đã có một cái gay cấn với nhau thì cái đó là đời tư tôi không nói, nhưng cái phạm trù của vấn đề cái vĩ vãn và cái âm mưu, cái thủ đoạn mà nếu hai em một trong hai em biết với nhau thì cũng nên phơi bày cho nó rõ, đừng để cho bà con trong nước phải bị nhìn lầm hoặc giả là suy nghĩ không đúng về cho luật sư Hoàng Như Hùng hoặc giả là Nguyễn Hồng Phúc. Cái nào cũng phải có một cái chết thật thì mới là giải quyết được vấn đề. Chứ còn mình nói rồi một bên không làm thinh không nói thì cứ cái đà này thì nó làm ảnh hưởng đi cái tình cảm của bà con trong nước dành cho hai em, mà nhất là luật sư Hoàng Di Hùng. Đó, thì tôi mong rằng các em có những cái mà nêu lên một cái cụ thể. Chứ tôi thì tôi nói trước là những cái bài phát biểu của tôi thì tôi cũng không có quan nghênh Hoàng luật sư Hoàng Như Hùng 100% đâu. Nó cũng có những cái mà tôi thấy nó cũng hơi vướng vướng, nó hơi có một cái gì nó khác khác. Nhưng cái vấn đề mà Nguyễn Hồng Phúc nêu thì hoàn toàn ở đây không ai không biết. Do đó là cũng mong là Nguyễn Hồng Phúc phải nêu cho được những cái chứng từ đó ra. Nếu có, còn không có thì Nguyễn Hồng Phúc phải chịu trách nhiệm vì những cái lời phát biểu, những cái lời nói của mình ở trên cái cộng đồng mạng đối với luật sư Hoàng Di Hùng. Anh chào Minh Lực nha. Ở bây giờ cũng trải qua một thời gian vấn đề là những người Việt kiều yêu nước, cũng có một số anh Việt kiều trước lúc mới đầu về thì tung hô ủng hộ chế độ cộng sản dữ dằn lắm, nhưng mà khi trở về Mỹ thì quay mắt 180 độ tiếp tục chửi. Thành ra là cái niềm tin của bà con đối với những người Việt kiều nó cũng bị hạn chế đi, nó bị hạn chế đi, nó không còn tin tưởng tuyệt đối nữa. Không phải là các anh về các anh tung hô như vậy là ở đây quăng tin tưởng các anh hết đâu, nó thật nó là như thế. Đáng lẽ là cứ để thời gian, nhưng mà tại vì hôm nay nó có cái bài phản biện của em Nguyễn Hồng Phúc, do đó là anh phải làm cái clip này để anh muốn hai bên phải giải trình vấn đề này cho nó rõ, cái nào nó ra cái đó. Chứ đừng có lợi dụng, ví dụ bây giờ mình mà người về dùng cái từ yêu nước để lợi dụng cái niềm tin để sau này mình thực hiện những cái mưu đồ khác thì ai biết được vấn đề này. Nhưng nếu Nguyễn Hồng Phúc phát hiện được hoặc có những anh em nào phát hiện được thì tôi mong anh em hãy nêu cái chứng từ, cái chứng cứ đó lên bằng một cái cách, những cái câu chuyện cụ thể để cho bà con trong nước nắm rõ được có nên thương yêu một cái người như vậy hay là không, hoặc giả là thương yêu tới mức độ nào. Hoàng Như Hùng sinh năm 82, 82 thì nhỏ hơn anh nhiều, kể cả cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không có tham gia vào đâu.
Anh thì sinh năm 1953, nhưng mà trong giấy sau cái giấy thì nó thành năm 1954, sụt hết một tuổi để nó giảm cái hồi thời tổng động viên. Anh hôm nay là cũng 67, 68 rồi, 67, 68 rồi. Thành ra là những cái chiến tranh hoặc giả là những cái gì đó tôi cũng cũng ít nhiều. Nó đúng thưa các bạn, tôi nói là các bạn không phải là chủ quan đâu. Nhưng mà nói về cái trình độ học vấn, trình độ hiểu biết về chính trị, về đường lối, trình độ tư duy về vấn đề là những cái phạm trù lớn thì tôi không có. Nhưng cái kinh nghiệm sống, tôi nói thật các bạn là tôi có thừa. Cái kinh nghiệm sống. Tại vì như các bạn đã biết, lúc tôi từ nhỏ đến 10 tuổi là tôi ở trong vùng chiến tranh, thì tôi đã chịu bom đạn của Mỹ. Có nghĩa là không phải chịu bom đạn cái kiểu mà khơi khơi đâu, mà chịu bom đạn trực tiếp với Mỹ. Cái ngôi vườn của tôi là chung quanh cái ngôi vườn khoảng một nửa hecta là chung quanh bờ tre đều phải có cái hầm công sự hết, đào sâu xuống móc cuốc cục cho là móc sâu vô luôn ở trong gốc tre. Và tôi nói là các bạn trên này, các bạn cầm trái đạn các bạn liền xuống dưới không xuôi gì hết. Là khi máy bay Mỹ lên bỏ bom là gia đình tôi chia ra nhiều hầm để nó có chết một cái hầm này thì nó còn cái hầm khác. Nói như vậy là các bạn biết rồi, các bạn thấy đau xót của chiến tranh rồi. Tôi kể sơ sơ để các bạn biết nó tại sao tôi nói nhiều, nhưng mà tôi nói không hay, nhưng mà tôi nói nhiều trên cái cộng đồng mạng này. Tôi nói là tôi biết về chiến tranh. Thì như vậy một cái ngôi vườn của tôi có thể nói là khoảng 10 cái công sự, cái hầm như thế. Và khi máy bay bỏ bom lên là chúng tôi chia ra, gia đình chia ra, tía má tôi, tía tôi ở một hầm với một ông anh, hai đứa cháu, mẹ tôi thì ở một hầm với tôi, các chị tôi thì ở một hầm khác. Thì các bác bạn thấy đau thương không? Thấy cái này nó có đau thương không? Tại sao phải ở không ở chung nhau mà phải mỗi người một hầm? Tại vì nó lỡ trái bom mà máy bay nó bỏ xuống, nó lỡ nó có trúng ngay cái hầm nó chết thì chết được một ít người trong cái thành viên gia đình thôi, chứ không chết hết được. Mà các bạn biết cái bụi tre mà bom mà còn từ mà bom từ 1.000 kg đổ lên thì mới có thể là sơ dịch được, có thể mới chết được. Chứ còn mà bom cỡ chừng 500 kg, 300 kg thì rớt trên tre nổ, không ăn thua gì anh gia đình ở dưới. Và mỗi lần như thế, máy bay mà nó bỏ bom nó bắn như thế, khi mà máy bay nó về rồi lên sân, lên cái sân, nói các bạn gà nó chết cũng như rạ. Đến 10 tuổi tôi sống như thế. Và tôi đi học phải canh chừng từng chiếc máy bay, phải nghe những tiếng cảng báo động để mà chạy ra hầm. Đó, cái tại sao tôi nói là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó tàn ác. Đâu phải có một anh du kích, có anh bộ đội nào đóng cái đó đâu, mà chỉ là người dân thôi. Mà tại sao người dân sống là tại vì ruộng vườn phải làm, phải có lúa gạo ăn. Hồi trước thì chỉ sản xuất lúa gạo thôi, ở nông thôn thì sản xuất lúa gạo thôi thì phải ở lại. Nhưng mà đến năm 1963 là không thể ở nào ở được nổi nữa. Ban ngày thì máy bay quân kích hết khu trục, hết phản lực, đến trực thăng. Trực thăng chiến đấu là thường thường đi 2 chiếc. Ban đêm thì gọi là trực thăng đi soi, là nó pha đèn dọc theo cái kinh rạch, bất cứ nơi nào nó phát hiện là bắn. Đến năm 63 là không còn ở nổi nữa, mà phải tản cư về cái vùng của giặc, của Việt Nam Cộng Hòa để mà sống và ấp chiến lược. Thì cái cỡ mà 82, sinh năm 82 thì chưa có nếm cái mùi này đâu. Và rồi về đó rồi tôi lại tiếp tục đi lính, và tôi lại chứng kiến, và tôi lại chịu trong cái chiến tranh giữa cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng. Anh tôi là Việt Cộng, tôi là quốc gia, hai bên đấu với nhau là cái gì? Có phải là tương tàn huyết nhục hay không? Mà có tương tàn huyết nhục là do ai? Cộng sản miền Bắc nó đâu có xúi chuyện đó, mà gì thằng Mỹ. Thành ra là các bạn đừng có cho tôi là nhiều chuyện hoặc giả là bà Tám, mà tôi nói không có thực tế.
đó. Rồi tại sao là tôi hiểu được cái chính sách Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì tôi sống là từ 10 tuổi mà đến khi tôi đi học cải tạo là hai mươi mấy tuổi tôi mới được là giải phóng xong tôi được về về là tại sao bây giờ tôi lại hiểu được cái một số cái đường lối chủ trương chính sách của cách mạng. Thì vì tôi là một cái người trong một gia đình có công với cách mạng, hai ông anh tập kết, một ông ở lại, hai bà chị biệt động Sài Gòn, thì tôi được tham gia vào cái hàng ngũ của cách mạng, của chính quyền. Mà nếu tham gia vào thì tôi được học về đường lối chính sách chủ trương đó. Rồi sống ở bốn mươi mấy năm sống ở đất nước này, tôi mới so bì lại với những thời gian mà tôi sống ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi mới phát hiện ra cái nào ưu việt của chế độ cộng sản, cái nào bày hay của chế độ tư bản. À, 62 chứ không phải 82 em, tại vì anh nhìn không rõ, xin lỗi. 62. 62 thì 75. Không phải 80, 75 nó mới mười mấy tuổi thôi, mười mấy tuổi thôi, chưa có tham gia vào đi lính được đâu. Tại đi lính là phải phải từ năm tệ nhất là phải từ 55. 55 trở 55 mới có đi lính Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn 56 cũng không có hết đi rồi, giải phóng mất. Nhỏ tuổi. Thành ra tôi nói là với cái kinh nghiệm sống thì tôi nói là luật sư Hoàng Như Hùng chỉ sống có một bên thôi, tất nhiên là nhỏ lớn lên được sự nuông chiều của thế giới tư bản, từ nhỏ lớn lên được sự giáo dục của chế độ tư bản và chỉ thấy những cái tươi đẹp của chế độ tư bản mà luật sư Hoàng Như Hùng phục vụ thôi, chứ chưa hiểu về, tôi nói thẳng chưa hiểu về cái đường lối và cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi thời mà Ngô Đình Diệm. Bây giờ nếu luật sư có hiểu, tôi tin tưởng rằng luật sư chỉ đọc qua sách vở thôi, xem sách vở hiểu thôi, chứ còn chứng kiến thì chưa chắc luật sư chứng kiến mình cái cảnh đau khổ, cái tang thương bằng tôi đâu. Còn nói với những người hùng Việt Nam Cộng Hòa à, thì có lẽ là luật sư cũng chưa chưa có cầm súng và chưa cũng chưa cảm thấy cái cảm giác được cái chết chóc hay là cái anh hùng, cái yêu nước của Việt Nam Cộng Hòa đâu. Chẳng qua là các bạn sống trong chế độ tư bản rồi các bạn thấy cái chính sách Việt Nam Cộng Hòa nó tươi đẹp ở cái vị thế chóp bu của một cái bộ máy cầm quyền thôi, chứ các bạn chưa thấy cái niềm đau và cái tội ác của những người lính của cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là các hôm trước luật sư có nói là quốc gia hay là cộng sản đều là yêu nước, không đúng đâu. Tôi nói như Nguyễn Cao Kỳ, các bạn phân tách, các bạn có đại một số người cứ phân tách là Nguyễn Cao Kỳ là một cái người viết nghĩ về đất nước cũng yêu nước, tại vì trong đó Nguyễn Cao Kỳ có nói câu là chúng ta cũng muốn thống nhất Nam Bắc nhưng chúng ta không làm được, bây giờ bên kia người ta làm được thì chúng ta phải tuân theo. Nhưng câu nói này tôi thấy chưa có xác thực, chưa phải là ngày trước Nguyễn Cao Kỳ muốn thống nhất đất nước, muốn thống nhất hai miền Nam Bắc như bộ đội cụ Hồ, Bác Hồ muốn, mà cái muốn của Nguyễn Cao Kỳ là cái muốn xâm lược miền Bắc. Cái muốn thâu tóm luôn cả miền Bắc về cho cái chế độ tư bản, mà nó cụ thể là về cho đế quốc Mỹ, chứ đừng có nói là tôi muốn là muốn thống nhất hai miền Nam Bắc. Không phải, tôi không tin cái đó. Cái luận điệu của Nguyễn Cao Kỳ, tôi nói thật các bạn, giờ cũng số người hoan nghênh, nhưng tôi không hoan nghênh vấn đề đó. Nó không phải là cái mục tiêu vì yêu nước đâu, mà cái mục tiêu muốn thu gom cái đất nước lại, muốn trọn quyền cho mình quản lý để mình đè đầu cởi cổ thôi, chứ không phải là vì yêu nước. Thành ra đừng có nói là cái chế độ quốc gia là yêu nước, mà chế độ cộng sản, những người đi theo cộng sản cũng yêu nước, không đúng đâu. Yêu nước là phải có gan nằm gai nếm mật, không cần đồng tiền nào hết, vì dân vì nước, sống với dân như cá với nước. Bộ đội hồi trước có sống với dân như cá với nước, còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa sống với dân như gì?
các bạn tự hiểu rồi, thì các bạn đừng có viện cho một cái lý do là những người Việt Nam cũng yêu nước, mà những người theo cái chế độ, theo cái chế độ cộng sản yêu nước, mà theo quốc gia cũng yêu nước. Cái quốc gia của Ngô Đình Diệm với Nguyễn Văn Thiệu và Bảo Đại là yêu nước chỗ nào, mà là bán nước thì có. Có một số người nói là Nguyễn Cao Kỳ vậy là tốt, Nguyễn Cao Kỳ cũng yêu nước, mà trước là muốn cái câu nói của ông, các anh bên kia, chúng ta ngày trước chúng ta cũng muốn thống nhất hai miền nhưng chúng ta không làm được, bây giờ các anh làm được thì chúng ta nên, đó là cái luận điệu của những kẻ bại trận, muốn được cái niềm tin của kẻ chiến thắng. Chứ còn các anh Nguyễn Cao Kỳ hồi trước cứ muốn kiểu chính Nguyễn Cao Kỳ đề xuất ra cái Bắc Tiến đó, đánh thẳng ra ngoài Hà Nội đó, Nguyễn Cao Kỳ đó, nói thẳng cho các bạn biết đó, bây giờ đừng có lấp lửng lấp liếm cái đó. Chẳng qua là lấp liếm thôi, lấp liếm sự việc thôi. Bây giờ tôi nói là ai mà nói chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa yêu nước là tôi thấy tôi bị dị ứng, tôi nói thật. Bây giờ tôi nói như thế nào? Tại sao có những người, bây giờ các bạn nghe thì nghe, bây giờ đất nước nó phát triển rồi, mình là hòa hợp và giải dân tộc, anh em ai cũng là người Việt, mình bỏ qua cái hận thù, bỏ qua những cái chi tiết nhỏ, phải chúng ta phải có cái lòng vị tha. Cái này tôi nhất trí và tôi yêu, ok, nghị quyết 36 tôi ủng hộ, nhưng chúng ta cũng cần phải coi trở lại. Tôi nói như cái tên Hà Văn Sơn đó, bây giờ về đất nước cũng có những cái ca ngợi tôn sùng đất nước, nhưng tôi nói nếu cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa thắng, cái thằng Hà Văn Sơn này nó sẽ đem Việt Cộng ra nó bắn từng thằng hết. Biệt kích ấy. Chứ bây giờ nó lỡ rồi, bây giờ Cộng sản nó thắng rồi, đất nước nó làm phát triển tươi đẹp rồi, mình về đây mình lạng quạng, mình không khen, mình không đi nói theo nó thì coi chừng nó moi cái tội lỗi của mình ra, thì mình không còn về được, mình không còn làm ăn gì được. Bây giờ Việt Nam bây giờ là cái mảnh đất màu mỡ. Các bạn thấy bây giờ bao nhiêu người nước Mỹ bây giờ cũng đầu tư vào Việt Nam, bao biết bao nhiêu không? Các nước khác nữa. Và những cái thằng này nó cũng muốn trở về Việt Nam để nó đầu tư, để nó kiếm tiền. Thành ra nó phải khen ngợi, nó phải tung sùng. Nhưng cái thâm tâm của nó, tôi nói như trước kia có thằng gì? Thằng David Lê. Đó, David Lê về đây cũng khen ngợi đất nước, ca tụng nước, đâu 3 ngày trở về bển, bắt đầu là nhận được tiền đô la, ai xúi dục cái gì, bắt đầu chửi ngược trở về đất nước nữa. Tin tưởng được cái mấy ông này à? Không tin tưởng được đâu. Bởi vì cái vấn đề này tôi lại nhớ đến một cái câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh. Ông nói người ta đến đất nước mình, người ta cũng khen cái để người ta kiếm bữa cơm người ta về, chứ không lẽ người ta đến để người ta chê. Cái câu nói của ông dầu là nó không phải là bất hủ, nhưng mà tôi vẫn nhớ. Ta đến nhà mình ta cũng phải khen một tiếng để ta kiếm bữa cơm ta về, chứ không lẽ ta chê. Cái người nào nó làm sai thì nó là sai, thì mình phải biết công nhận cái sai đó, mình phải thấy cái sai đó, chứ mình đừng bao che cái sai đó. Với một cái chế độ nó cũng có nguyên nhân thì nó mới có lôi kéo đến những cái lớp trẻ sau này mới là qua đến nước ngoài. Nhưng mà những cái lớp trẻ đó có được những cái ý thức hệ, biết so sánh, biết nhìn bằng một cách cặn kẽ, bằng một cách khách quan thì nó là khác. Còn với những kẻ mà nhìn với một cách chủ quan để bao biện cho cái vinh hoa phù phiếm của đời ông đời cha mình thì nó đi đến cái chỗ cấm cộng cực đoan, chứ không có gì khác hết.
chứ nó cũng chả có hiểu gì về cái chế độ cộng sản, mà cũng chưa không cần biết tới tới đâu, mà nó cứ chống cứ ngớp cái miệng là cái tiếng nói chống cộng thôi, cũng chưa hiểu về cộng sản là gì, cộng sản là ai. Tôi có bao nhiêu ý kiến đó thì cũng mong là tóm trở lại, tôi rút trở lại là mong rằng một Nguyễn Hồng Phúc thì có những cái lời phản biện nó nhẹ nhàng hơn tí, nêu những sự việc nó hơi nhẹ nhàng hơn tí, và cũng có những cái chứng từ, những cái mà cụ thể nói về cái sự việc mà Nguyễn Hồng Phúc đã nêu về luật sư Hoàng Duy Hùng, riêng Hoàng nhìn Duy Hùng, luật sư Hoàng Duy Hùng, thì tôi cũng mong rằng em có những cái luật sư có những cái phân trần hay là giải đáp về những cái lời nói của những cái lời mà bím nhẹ của Nguyễn Hồng Phúc, để cho bà con đây được 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 hiểu. Bởi vì cái niềm tin của bà con dành cho cái tin tưởng và cái thương yêu của bà con dành cho luật sư Hoàng Như Hùng nó nhiều lắm, đừng để cho cái nó mất đi. Nếu cái nào chúng ta có thì chúng ta cứ công nhận, chúng ta nhìn nhận khuyết điểm, và tôi nghĩ rằng luật sư Hoàng Như Hùng thì cũng đã có những cái bài nói chuyện mà nó sai những chi tiết, thì luật sư Hoàng Duy Hùng còn phải còn đính chánh và xin lỗi được. Thì những sự việc gì ở đây bà con không có quan trọng đến cái dĩ dạng, không quan trọng đến cái chuyện trước kia, nhưng mà quan trọng trước là cái tâm của mình có đối thật với đất nước hay là không, đó là một điều chắc chắn. Khen nhiều, ca ngợi nhiều chưa chắc đã thật sự vì đất nước. Và những người người ta thẳng thắn, người ta nói rõ, nói thiệt, nói bằng một cách sổ sàng, chưa hẳn là người ta phản bội đất nước. Chưa có kết luận hai vấn đề này được. Thì mong rằng luật sư Hoàng Như Hùng và em Nguyễn Hồng Phúc có những cái đáp lại những cái tình cảm mà của nhân dân đang, của bà con, cũng như nói chung mà cũng như riêng tôi dành cho hai em. Xin thân ái kính chào.